đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Châu Đốc, phát trên tần số FM 92 MHz. Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Châu Đốc, phát trên tần số FM 92 MHz. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài truyền thanh truyền hình thành phố Châu Đốc hôm nay thứ Sáu ngày 13 tháng 9 năm 2019. Quý vị và các bạn nghe đài thân mến, trong chương trình thời sự hôm nay gồm một số nội dung chính sau đây. Quỹ ban nhân dân thành phố Châu Đốc tổ chức đại hội tuyên dương nông dân sản xuất kinh doanh giỏi lần thứ 8 năm 2019. Tòa án nhân dân thành phố Châu Đốc mở phiên tòa xét xử lưu động vụ án hình sự đối với bị cáo Cao Văn Thanh Em, sinh năm 2000, nơi cư trú tổ 17 khóm Châu Long 1, phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc về tội trộm cắp tài sản. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Châu Đốc tổ chức tặng quà Trung thu cho câu lạc bộ trẻ em phòng chống HIVS trên địa bàn thành phố Châu Đốc. Phóng sự bánh trung thu trong ngày Tết đoàn viên nghĩa sum họp. Sau phần tin có bài hướng về trẻ em nghèo trong mùa trung thu và bài phòng chống tội phạm mua bán người, trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin. Ngày 12 tháng 9 năm 2019, Quỹ ban nhân dân thành phố Châu Đốc tổ chức đại hội tuyên dương nông dân sản xuất kinh doanh giỏi lần thứ 8 năm 2019. Đến dự có ông Lê Hùng Cường, Phó Chủ tịch Hội nông dân tỉnh An Giang, Ông Nguyễn Phúc Quang, Trưởng ban dân thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, ông Nguyễn Trung Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Với chủ đề chuyển đổi sản xuất hiệu quả thích ứng với thị trường, 3 năm qua cơ cấu kinh tế thị trường thành phố Cho Đốc chuyển biến tích cực, các ngành nghề nông thôn phát triển phong phú và đa dạng, nhiều mô hình sản xuất kinh doanh mới xuất hiện theo hướng ứng dụng công nghệ cao, bảo vệ môi trường, chất lượng sản phẩm ngày càng nâng lên, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc. Thu nhập bình quân đầu người theo quy định tăng qua từng năm. So sánh năm 2016-2019, tăng từ 140% đến 142%, tương đương tăng từ 14 triệu đến 46 triệu đồng một người một năm. Doanh thu theo ngành nghề tăng từ 150% đến 300%, tương đương tăng từ 64 triệu đồng đối với lúa, rau màu 180 triệu đồng một người một năm, Dương cây ăn trái 300 triệu đồng một người một năm. Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi đạt 96,67%, so với giai đoạn 2014-2016. Sau 3 năm thực hiện phong trào đã có 6.725 hộ nông dân đăng ký, xét chọn được 5.898 hộ nông dân giỏi 3 cấp, đạt 87,7% và công nhận 15 tập thể giỏi 3 cấp. Thành phố Châu Đốc có 18 mô hình ứng dụng công nghệ cao như trồng rau an toàn trong nhà lưới, chăn nuôi heo gà trên điểm lót sinh học, nuôi cá lóc an toàn, du lịch sinh thái và 5 nhà lưới trồng rau, 8 nhà dòm trồng dưa lưới, dưa lê. Các tổ sản xuất rau an toàn cung cấp tại thị trường từ 90 đến 100 tấn một tháng. Toàn thành phố có 99% diện tích tưới tiêu bằng bơm điện, 100% khâu làm đất phun xịt bón phân, thu hoạch lúa, dần chuyển gơm rơm bằng máy, 100% diện tích sản xuất rau màu sử dụng hệ thống tưới phun. Dịp này, Ủy ban nhân dân thành phố cho Đốc tặng giấy khen cho 6 tập thể và 30 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong đại hội tuyên dương nông dân sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2016-2019. Ngày 11 tháng 9 năm 2019, tòa nhân dân thành phố Châu Đốc mở phiên tòa xét xử lưu động vụ án hình sự đối với bị cáo Cao Giang Thanh Em sinh năm 2000, nơi cư trú tổ 17, khóm Châu Long 1, phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc về tội trộm cắp tài sản. Theo cáo trạng do cần tiền chơi game bắn cá và tiêu xài cá nhân, Cao Giang Thanh Em đột nhập vào sạp hàng tạp hóa khu vực chợ Kim Phát, phường Vĩnh Mỹ, thực hiện hai vụ trộm cắp tài sản. Khoảng 19 giờ ngày 2 tháng 2 năm 2019, Cao Giang Thành Em lấy trộm của Phạm Thị Nho 55 kg củ tỏi, 7 kg củ hành tím và 12 kg bọc ni lông, tổng trị giá 1 triệu 572 ngàn đồng, đem bán để lấy tiền tiêu xài, đến khi bà Nho phát hiện mất trộm và trình báo cơ quan công an. Cũng vào khoảng 7 giờ ngày 27 tháng 2 năm 2019, Cao Giang Thanh Em lấy trộm của chị Lê Thị Nguyệt một túi giải, bên trong có 157 thẻ cào, các bạn di động và 2 triệu đồng tổng trị giá 5 triệu 216 500 đồng. Phát hiện mất trộm, bà Nguyệt trình báo công an và báo tin cho Cao Văn Dũng, Nguyễn Thị Kim Chi, cha mẹ ruột của Thanh Em đi tìm, gặp Thanh Em đến tiệm game bắn cá Đại Long, lấy lại tài sản trả cho Nguyệt. Căn cứ vào các tình tiết và chứng cứ, Cao Nhân Thanh Em đã có hành vi trộm cắp tài sản, tổng trị giá tài sản chiếm đoạt 6 triệu 788 500 ngàn đồng. Tại phiên tòa bị cáo đã thành khẩn khai nhận tội lỗi và ăn năn hối cải. Trong quá trình xét xử căn cứ tính chất, mức độ hành vi phạm tội, các chứng cứ cũng như lời nhận tội của bị cáo, tòa nhân dân thành phố Châu Đốc đã tuyên phạt bị cáo Cao Giang Thanh Em một năm tù về tội trộm cắp tài sản. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Châu Đốc vừa tổ chức tặng quà Trung thu cho câu lạc bộ trẻ em phòng chống HIV trên địa bàn thành phố Châu Đốc. Dịp này Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố đã tặng 197 phần quà Trung thu, trong đó tặng 145 phần quà Trung thu cho các em thuộc 4 câu lạc bộ trẻ em phòng chống HIV và 52 phần quà Trung thu cho các chi hội trưởng, khóm ấp và chủ tịch, phó chủ tịch 7 phường xã, với tổng số tiền là 19 triệu 700 ngàn đồng từ nguồn vận động các mạnh thường quân trên địa bàn thành phố. Đây là việc làm có ý nghĩa thể hiện sự chăm sóc quan tâm của chính quyền địa phương cùng các mạnh thường quân đến các câu lạc bộ trẻ em phòng chống HIV, qua đó giúp các em có thêm động lực bỏ qua mặc cảm dương lên trong cuộc sống, cố gắng học tập. Tối ngày 12 tháng 9 năm 2019, thành đoàn Châu Đốc tổ chức chương trình đêm hội trăng rằm cho 130 trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và con nông dân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Tham gia đêm hội trăng rằm, các em được thưởng thức các tiết mục văn nghệ, hoạt cảnh chú của chị Hằng và biểu diễn bong bóng tạo hình tặng cho các em thiếu nhi. Dịp này, thành đoàn đã tặng 130 phần quà cho các em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và con công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền là 26 triệu đồng từ ngân hàng Eximbank tài trợ. Qua đó thể hiện vai trò trách nhiệm tình cảm của tổ chức đoàn đội trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp các ngành gia đình, nhà trường và toàn xã hội đối với sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Tối ngày 11 tháng 9 năm 2019, Quỹ ban nhân dân phường núi Sam phối hợp công ty cổ phần MGA Việt Nam, cấp trên núi Sam và công ty du lịch sự kiện sắc diệt tổ chức đêm hội trăng rằm cho các em thiếu nhi năm 2019. Tại đêm hội trăng rằm, các em thiếu nhi đã được thưởng thức những tiết mục văn nghệ đầy ý nghĩa về trung thu như em đi xem hội trăng rằm, chú cùi cung trăng, giao lưu tham gia các trò chơi vui nhộn. Nhân dịp này, Quỹ ban nhân dân phường đã trao 396 xuất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn qua đó góp phần giúp các em đón Tết Trung Thu vui tươi và phấn khởi hơn, khuyến khích các em phấn đấu, rèn luyện và học tập tốt. Ngày 12 tháng 9 năm 2019, tại Ban Khớm Hòa Bình, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự Phường Dĩnh Mỹ tổ chức công tác bình nghị thanh niên tuyển chọn công dân trong độ tuổi nhập ngũ năm 2020. Đợt này có 105 thanh niên trong độ tuổi khám sơ tuyển Nghĩa vụ quân sự để công tác tuyển chọn việc gọi công dân lên đường nhập ngũ năm 2020 của phường Vĩnh Mỹ được thực hiện theo đúng quy định, đảm bảo công bằng dân chủ và công khai. Tại buổi bình nghị, hội đồng nghĩa vụ quân sự phường đã phổ biến một số nội dung của luật nghĩa vụ quân sự, các văn bản hướng dẫn thực hiện của chính phủ, tỉnh và địa phương về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, các quy định về tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ trong thời bình, một số chế độ chính sách đối với gia đình và quân nhân được hưởng trong thời gian thi hành nghĩa vụ quân sự. Tối ngày 11 tháng 9 năm 2019, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Châu Phú B kết hợp đoàn thanh niên tổ chức đêm hội trăng rằm cho các em thiếu nhi, hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường. Các em được tham gia thưởng thức chương trình văn nghệ với các tiết mục ca múa, hát về trung thu, giúp các em có được sân chơi lành mạnh bổ ích. Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường đã trao 200 phần quà cho các em thiếu nhi với số tiền 34 triệu đồng từ nguồn vận động của các mạnh thường quân. Tính từ đầu năm đến ngày 8 tháng 9 năm 2019, thành phố Châu Đốc ghi nhận phát hiện 126 ca sốt xuất số huyết, tăng 48 ca so với cùng kỳ. Trong đó, địa bàn phường Châu Phú B có số ca mắc cao nhất toàn thành phố là 33 ca, đã phát hiện và xử lý 71 ổ dịch sốt xuất số huyết. Trước dịch bệnh sốt xuất huyết tăng nhanh trong mùa mưa, Trung tâm Y tế thành phố Châu Đốc đã chỉ đạo các trạm y tế phường xã điều tra côn trùng trên địa bàn, đánh giá các chỉ số côn trùng, nếu vượt mức thì tham mưu cho Ủy ban nhân dân các phường xã tổ chức diệt lăng quăng tại các khu vực có nguy cơ cao 1 đến 2 tuần trên một lần. Bên cạnh đó tăng cường truyền thông nguy cơ bệnh sốt xuất huyết và cách phòng chống bệnh truyền nhiễm trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt tại các điểm nóng có nguy cơ bùng phát dịch cao, đồng thời tăng cường tư vấn trực tiếp đến các hộ gia đình để phòng chống bệnh sốt xuất huyết thì mỗi người dân thành phố cần đảm bảo lựa chọn thực phẩm và chế biến thực phẩm an toàn, hợp vệ sinh, ăn thức ăn nấu chín và nước đun sôi, thường xuyên rửa tay với xà phòng trước và sau khi chế biến thực phẩm, trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh, vệ sinh cá nhân hàng ngày, rửa chân sạch và lau khô các kẽ ngón chân sau khi tiếp xúc nước bị nhiễm bẩn tiêu diệt lăng quăng bò gầy diệt mũi bằng cách đậy kính các bể thùng chứa nước thả cá vào dụng cụ chứa nước lớn loại bỏ các phế thải như chai lọ lớp ô tô hoặc các hốc nước tự nhiên để không cho mũi đẻ trứng mắc màng khi ngủ kể cả ban ngày thao rửa bể nước giếng nước dụng cụ chứa nước và dùng hóa chất để khử trùng nước ăn uống và sinh hoạt theo hướng dẫn của nhân viên y tế khi có dấu hiệu nghi ngờ nhiễm bệnh cần đến khám và điều trị tại các cơ sở y tế gần nhất Tính từ đầu năm đến nay trên địa bàn phường Châu Phú B xảy ra 36 ca sốt xuất số huyết, số tăng 20 ca so với cùng kỳ. Trước tình hình trên, Quỹ ban nhân dân phường Châu Phú B tăng cường tổ chức các chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức phòng chống sốt xuất số huyết số trong cộng đồng. Quy động lực lượng của các ban ngành đoàn thể và nhân dân trên địa bàn tham gia công tác phòng chống dịch. Trạm y tế phường thường xuyên kết hợp với 14 ban khóm ra quân vệ sinh môi trường kiểm tra các vật dụng chứa nước sinh hoạt của từng hộ dân, dân đồng người dân đổ bỏ nước có lăng quăng, vệ sinh các lưu khạp không cho mũi đẻ trứng loại bỏ nơi sinh sản của mũi giằng công tác chuyên y tế thực hiện công tác giảng gia định kỳ tại các hộ gia đình cung cấp kiến thức và hướng dẫn các biện pháp phòng bệnh sốt xuất huyết để người dân thực hiện tại gia đình tổ chức giám sát các ca mắc bệnh sốt xuất huyết để kịp thời xử lý các ổ dịch nhỏ không để bùng phát lan rộng ra cộng đồng Tính từ đầu năm đến nay, trên địa bàn thành phố Châu Đốc đã ghi nhận 74 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, tăng 61 ca so với cùng kỳ. Phường Châu Phú B là địa phương có số ca mắc tay chân miệng cao nhất 18 ca. Nguyên nhân vì trong mùa tụ trường, trẻ tập trung vào năm học mới, cộng với điều kiện thời tiết thuận lợi, điều kiện vệ sinh chưa đảm bảo là yếu tố thuận lợi cho sự lây lan và phát triển của dịch bệnh. Bệnh gặp chủ yếu ở trẻ dưới 5 tuổi. Vì thế, để kiểm soát sự gia tăng số ca mắc bệnh tay chân miệng mới, không xảy ra tử vong, Trung tâm Y tế thành phố tăng cường giám sát và xử lý dịch tay chân miệng, phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục triển khai các biện pháp phòng chống bệnh tay chân miệng trong trường học, nhất là các trường mầm non, mẫu giáo, tiểu học và các cơ sở trong giữ trẻ trên địa bàn thành phố. Bệnh tay chân miệng chưa có vaccine phòng bệnh, Trung tâm Y tế thành phố khuyến cáo người dân và cộng đồng cần chủ động thực hiện 6 biện pháp tự phòng chống dịch bệnh, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, thực hiện tốt vệ sinh ăn uống, thường xuyên lau sạch các bề mặt dụng cụ tiếp xúc với trẻ hàng ngày, không cho trẻ tiếp xúc với người bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh, sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh. Khi phát hiện trẻ có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh, cần đưa trẻ đi khám hoặc thông báo ngay cho cơ quan y tế gần nhất. Thưa quý vị và các bạn, nhắc đến bánh trung thu là chúng ta lại nhớ đến ngày Tết trung thu cái Tết đoàn viên của gia đình sum họp bên nhau là cái Tết mà trẻ em với những chiếc đèn nô đùa dưới ánh trăng và được thưởng thức bánh trung thu truyền thống bên gia đình. Dù đi đâu chạy đâu, nhưng đến Tết Trung Thu, mọi người thường sắp xếp công việc để có thể về cùng gia đình, trao cho nhau những hộp bánh ngọt mang đậm hương vị quê hương và đầy ý nghĩa của cuộc sống. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự Bánh Trung Thu trong ngày Tết Đoàn Chiên Nghĩa sum họp. Đến thời điểm hiện nay trên các tuyến phố trung tâm của thành phố Châu Đốc, nhiều gian hàng bánh trung thu của các thương hiệu như Kinh Đô, Đồng Khánh và nhiều cửa hàng bánh kẹo, bánh trung thu cũng được bày bán từ rất sớm với nhiều mẫu mã đa dạng và phong phú. Chị Hồ Thị Thị Dương, chủ tiệm bánh trung thu Đồng Khánh ở phường Châu Phú A cho biết. Ở khoảng tầm tháng 5, tháng 6 âm lịch hàng năm thì bên công ty bánh trung thu Đồng Khánh của bên chúng tôi luôn chuẩn bị những chiếc bánh trung thu với những mẫu mã và chất lượng tức là đa dạng từ giá tầm khoảng 54.000 cho một chiếc bánh đến khoảng 153.000 một chiếc bánh và ngoài ra sẽ có những mẫu mã loại bánh lớn, bánh hộp vip cao cấp dành tặng biếu cho những người thân trong gia đình cũng như là bạn bè thân thuộc của mình. Hiện nay trên thị trường có nhiều loại bánh trung thu nhưng phổ biến nhất vẫn là bánh truyền thống, đó là bánh nướng và bánh dẻo. Bánh dẻo làm từ bột gạo nếp nhồi với đường đúc trong khuôn hình tròn, nhân đậu xanh hạt sen được xay nhuyễn đậm đà hương vị diệt. hình tròn của bánh tượng trưng hình ảnh ánh trăng mang ý nghĩa đoàn viên của gia đình. Còn bánh nướng thì được làm từ bột mì và trứng gà, nhân làm từ đậu xanh, khoai môn hay hạt sen tán nhuyễn bọc lòng đỏ trứng muối, thập cẩm gồm nhiều loại như hạt dưa, thịt lợn, hình tròn của nhân biểu hiện cho sự tròn đầy viên mãn, vị mặn của trứng muối hòa cùng vị ngọt của nguyên liệu mang lại hương vị đậm đà của cuộc sống. Qua thời gian, bánh trung thu dù có phát triển thêm nhiều loại bánh hiện đại, nhưng với bánh truyền thống vẫn luôn giữ được hương vị đậm chất xưa, thơm ngon hấp dẫn, luôn được người tiêu dùng đón nhận. Chị Hồ Thị Thiều Dương, chủ tiệm bánh Trung thu Đồng Khánh ở phường Châu Phú A cho biết thêm. Dạ như bà con cũng đã biết thì bánh trung thu mang một ý nghĩa rất là quan trọng trong Tết đoàn viên cho mỗi gia đình thì đi đâu về đâu thì mỗi chúng ta mỗi đến mỗi mùa trung thu vào rằm tháng 8 hàng năm thì đều đều luôn nhớ về gia đình của mình và mua những chiếc bánh thật là ngon, thật là chất lượng để mang về biếu tặng cho ông bà cha mẹ cũng như là đoàn viên trong gia đình bên những chiếc bánh và những tách trà và cùng tận hưởng một mùa trung thu thật là ấm áp bên gia đình của chúng ta. Chị Nguyễn Thị Bích Thảo, phường Châu Phú A, nói về ý nghĩa bánh trung thu bên gia đình. Thì uh, theo cái uh, truyền thống của mình đó là Tết trung thu là cái Tết đoàn viên. Thì để uh, có một cái đêm trung thu thì cúng bánh trước rồi mình cúng ông bà xong. Thì sau lại thì uh, gia đình, ông bà, cha mẹ, con cái quay quần với nhau uh, dùng bánh uống trà. Như là có một cái uh, buổi sinh hoạt gia đình trong cái đêm Tết trung thu ngày hôm đó. Cái đúng ý nghĩa là ngày Tết đoàn viên. Bánh Trung Thu mang một ý nghĩa vô cùng sâu sắc là ngày Tết đoàn chiên, là nét đẹp văn hóa trong mối thăm giao với người thân, bạn bè và đồng nghiệp. Nó trở thành nét đẹp truyền thống của các gia đình Việt cần phải được giữ gìn. Là ngày trăng tròn đẹp nhất trong năm, trải qua bao năm tháng, nhịp sống tuy có thay đổi nhưng Tết Trung Thu vẫn giữ nguyên giá trị truyền thống sum họp gia đình. Chỉ diễn ra một ngày duy nhất vào ngày 15 tháng 8 âm lịch hàng năm. Tết Trung Thu có nhiều tên gọi khác nhau như Tết Đoàn Chiên, Tết Thiếu Nhi, Tết Trong Trăng với phong tục cúng tổ tiên trẻ con đi trước đèn là dịp các gia đình quây quần bên nhau ăn bánh uống trà và trò chuyện trong ngày tết trung thu trẻ em thường được tặng đèn lồng như đèn ngôi sao đèn cá chép đèn kéo quân bên cạnh những chiếc đèn lồng trẻ em còn được mua nhiều loại trò chơi nghe chuyện cổ tích về chú cùi chị hằng đây cũng là thời điểm mọi người trao tặng nhau những hộp bánh trung thu nhằm thắt chặt tình thân mong cho mối quan hệ luôn bền chặt giữa cuộc sống bộn bề những lo toan sau ta không tạm gác những công việc căng thẳng, ngày đầm trung thu về sớm một chút, vừa chuẩn bị bằng tiệc trung thu, vừa chơi đùa cùng các con. Cả nhà cùng ngồi ngắm trăng, trẻ con thì đi rước đèn, người lớn thì ăn bánh uống trà, hỏi thăm nhau những câu chuyện bình dị. Vậy là các gia đình tròn dạng một ngày rằm trung thu đầm ấm. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình Thành phố Châu Đốc phát trên tần số FM 92 MHz. Thưa quý vị và các bạn, Trung thu là Tết đặc biệt được hàng triệu trẻ em mong đợi. Thế nhưng không phải em nhỏ nào cũng được đón một cái Tết Trung thu trọn vẹn và ý nghĩa. Có những mơ ước nhỏ nhoi giản dị nhưng lại khó thành thấu hiểu điều đó, những ngày này các cấp các ngành, các mạnh thường quân, tổ chức đoàn thanh niên đã mang hương vị trung thu ngọt ngào đến cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Kính mời quý vị và các bạn cùng nghe bài hướng về trẻ em nghèo trong mùa trung thu. Đối với trẻ em, Tết trung thu luôn là ngày hội đặc biệt được mong chờ nhất trong năm, khi các em cảm nhận rõ được tình yêu thương của gia đình, xã hội qua những món quà và được vui chơi trong không khí vui tươi đầm ấm. Thế nhưng với những em nhỏ kém may mắn, trong cuộc sống thì có được niềm vui giản dị ấy không hề dễ dàng. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, có em không biết đến chiếc đèn lồng hay thậm chí là chưa một lần được nếm chiếc bánh trung thu. Có chăng là những nhọc nhằn mưu sinh sớm đè nặng trên đôi vai khiến các em không kịp nhận ra trung thu là ngày vui dành cho mình. Với mong muốn mang đến trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt một mùa trung thu đúng nghĩa, vào đêm rằm tháng 8, thành đoàn châu đốc tổ chức chương trình Đêm hội trăng rằm Đến với chương trình, các em nhỏ sẽ được vui chơi, ca hát qua cảnh chú của chị Hằng, biểu diễn bong bóng tạo hình, tặng các em thiếu nhi và nhận các phần quà gồm bánh trung thu, lòng đèn. Cùng với mục đích chăm lo và mang tết trung thu đến với thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, thành đoàn châu đốc đã dành tặng cho 130 em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ mồ côi và trẻ em nghèo cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn các phường xã trong dịp tết trung thu năm 2019. Nguồn động viên chia sẻ kịp thời của đoàn viên thanh niên thành phố và rất nhiều đơn vị, tổ chức đoàn thể khác trên địa bàn thành phố châu đốc sẽ góp phần sưởi ấm tâm hồn trẻ thơ, giúp các em lạc quan vượt qua hoàn cảnh, dâng lên trong cuộc sống. Hơn hết là các em có một cái Tết Trung Thu ý nghĩa và là kỷ niệm đẹp khi nhớ về tuổi thơ. Trung Thu năm nay ngoài các tổ chức đoàn thể, còn rất nhiều cá nhân đang góp tiền mua quà để tặng trẻ em nghèo. Những món quà Trung Thu là lồng đèn ông sao, bánh kẹo, sữa, ngọt thơm tình người mang mong muốn làm nên một ngày hội ý nghĩa đối với các em nhỏ. Chính điều đó đã tạo nên không khí Tết Trung Thu rộn ràng và lan tỏa khắp mọi nơi, từ thành thị đến những vùng nông thôn sâu, vùng xa. Ở rất nhiều nơi, ước mơ vui Trung Thu là khá xa xỉ đối với nhiều trẻ em nhỏ khi cái nghèo vẫn đeo bám hàng ngày. Chương trình Đêm hội Trăng Rằm thể hiện vai trò, trách nhiệm và tình cảm của tổ chức đoàn hội trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp các ngành gia đình nhà trường và toàn xã hội đối với sự nghiệp bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em. Hy vọng sẽ mang lại cho các em nhỏ kém may mắn một đêm trung thu vui tươi ý nghĩa và giúp các em cảm nhận sự đầm ấm của tình yêu thương, tạm quên đi những nhọc nhằn của cuộc sống. Dẫu cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng trung thu vẫn dạng nguyên ý nghĩa là ngày Tết của thiếu nhi hàng ngàn trẻ em sẽ được đón một đêm hội trung thu thật ấm áp. Sự yêu thương của xã hội dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong mùa trung thu sẽ là động lực để các em nỗ lực vượt qua khó khăn, vươn lên trong học tập, phấn đấu trở thành người có ích cho xã hội. sáng nhiều vàng râm thanh tam bóng hằng trong sáng quý vị và các bạn, 6 tháng đầu năm 2019, Công an các địa phương, đơn vị đã tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch của Ban chỉ đạo tỉnh, Ban giám đốc Công an tỉnh thực hiện các đề án, dự án về lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm mua bán người, phối hợp các ban ngành, đoàn thể tăng cường tuyên truyền sâu rộng tại cộng đồng về các loại tội phạm và hành vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động mua bán người, bạo lực gia đình. Kính mời quý vị và các bạn nghe bài Phòng chống tội phạm mua bán người. Theo đó, lực lượng cảnh sát hình sự công an toàn tỉnh phối hợp các ngành lực lượng chức năng đã tổ chức gần 330 cuộc họp dân, tuyên truyền sâu rộng tại cộng đồng với nhiều hình thức về các chủ trương, chính sách, pháp luật của đảng và nhà nước về phòng chống tội phạm mua bán người, bạo lực gia đình, phương thức thủ đoạn của loại tội phạm này cho gần 17.000 lượt người tham dự, phối hợp lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và công an xã phường thị trấn tiến hành tổ chức kiểm tra các quy định, điều kiện về an ninh trật tự tại các cơ sở cho thuê nghỉ trọ, karaoke, massage. Bên cạnh đó, lực lượng công an toàn tỉnh và bộ đội biên phòng phối hợp tổ chức gần 70 cuộc họp giao ban định kỳ cấp tỉnh, quyện và đồn cùng lực lượng biên phòng, cảnh sát cửa khẩu, công an hai tỉnh Tà Keo và kandal Campuchia. Qua đó, trao đổi thông tin, hỗ trợ xác minh, xử lý các vụ việc có liên quan đến tội phạm, vi phạm pháp luật của hai bên. Nhờ vậy, góp phần làm giảm số vụ việc xảy ra so với cùng kỳ, ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa phương. Qua thống kê 6 tháng đầu năm, trên địa bàn tỉnh không phát hiện xảy ra mua bán người. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh phối hợp các đơn vị có liên quan tiến hành tiếp nhận hai công dân nữ trong và ngoài tỉnh do phía Campuchia trao trả tại cửa khẩu quốc tế Vĩnh Sương, thị xã Tân Châu, nghi bị mua bán người. Sau khi tiếp nhận, lực lượng chức năng đã xác định làm rõ anh NTT sinh năm 2002, ngụ thị xã Tân Châu, không bị mua bán mà tự nguyện sang Campuchia, bị cảnh sát Campuchia bắt. Ngoài ra, từ thực tế đấu tranh chuyên án truy xét về các vụ mua bán người, mua bán người dưới 16 tuổi được xác lập tháng 4 năm 2018. Lực lượng chức năng đã làm rõ hai vụ mua bán người sang Trung Quốc, mục đích làm vợ, ba người Việt Nam, hai người Campuchia. Qua đó, tiến hành bắt đối tượng Nguyễn Thị Kim Ngân, sinh năm 1998 và Nguyễn Thị Tuyết Ngân, sinh năm 2000, ngụ thị trấn Phú Hòa, Thoại Sơn là chị em ruột, đưa ra xét xử trước pháp luật để nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh tội phạm mua bán người trong thời gian tới, đại tá Nguyễn Tân Phước, phó giám đốc Công an tỉnh, chỉ đạo lực lượng cảnh sát hình sự công an các quyền, thị xã, thành phố giáp biên giới Campuchia tiếp tục phối hợp lực lượng bộ đội biên phòng tăng cường công tác tuần tra kiểm soát trên tuyến biên giới, kịp thời phát hiện ngăn chặn và xử lý tội phạm nhất là tội phạm mua bán người, tăng cường công tác nghiệp vụ cơ bản nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện các tổ chức đường dây đối tượng hoạt động mua bán người để có biện pháp ngăn chặn xử lý tiếp tục tuyên truyền sâu rộng chủ trương đường lối pháp luật của đảng nhà nước trong đấu tranh phòng chống tội phạm nhất là tội phạm mua bán người, thực hiện tốt công tác tiếp nhận giải quyết tố giác tin báo về tội phạm mua bán người và giải cứu nạn nhân để nhanh tiến độ điều tra xử lý các vụ án mua bán người xảy ra. đại tá nguyễn tấn phước nhấn mạnh các lực lượng công an chủ công là lực lượng cảnh sát hình sự cần tập trung thực hiện tốt các chương trình đề án dự án của chính phủ và các kế hoạch đề án dự án của chính phủ và các kế hoạch về phòng chống tội phạm chủ động tham mưu các cấp quỹ đảng chính quyền đoàn thể địa phương nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm thông báo phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm mua bán người chú ý thủ đoạn mới để quân chúng nhân dân nâng cao cảnh giác tham gia tố giác tội phạm Quý vị và các bạn nghe đại thân mến, số sốt xuất huyết là bệnh lưu hành ở Việt Nam thường tăng cao vào mùa mưa. Hiện nay, số sốt xuất huyết đang bước vào cao điểm nên các ca mắc sốt xuất số huyết ở Châu Đốc liên tục tăng và diễn biến phức tạp. Từ đầu năm đến cuối tháng 8 năm 2019, toàn thành phố ghi nhận 108 ca mắc sốt xuất số huyết, số cùng kỳ năm trước tăng 62 ca, trong đó tháng 7 và tháng 8 tăng dược đường dự báo dịch. Địa phương có số ca mắc cao như phường Vĩnh Mỹ, châu Phú B, châu Phú A và núi Sam. Kính mời quý vị và các bạn nghe bài Châu Đốc tập trung phòng chống sốt xuất số huyết. Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Y tế thành phố Châu Đốc phối hợp 7 xã phường trên địa bàn đã tổ chức 5 chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, đồng thời tuyên truyền người dân thường xuyên vệ sinh xung quanh khu vực nhà ở, lật úp các đồ sinh hoạt của nước động, thả cá và dụng cụ chứa nước sinh hoạt. Số ca mắc sốt xuất số huyết tăng cao do thời tiết thay đổi, một phần do ý thức của người dân trong công tác phòng chống sốt xuất số huyết chưa cao. Mặc dù biết nguyên nhân gây bệnh là do mũi truyền, nhưng một số người dân không chủ động mà lại trông chờ vào trạm y tế. Các đoàn thể địa phương đến việc năng quăng. Khi có bệnh thì đề nghị đến phun xịt mũi. Mặt khác, một trong những cái khó trong công tác phòng chống sốt xuất huyết tại địa phương là lực lượng tham gia phòng chống dịch không ổn định, thường xuyên thay đổi nên kỹ năng diệt năng quăng chưa chuyên nghiệp. Theo bác sĩ Nguyễn Thị Kim Liên, khoa nhi bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh, thành phố Châu Đốc, tháng 7 và tháng 8 năm 2019, Số ca bệnh nhân mắc số số quyết tăng cao, không chỉ có bệnh nhân trên địa bàn thành phố Châu Đốc, mà còn có của các quyện thị xã khác chuyển tiến, nằm điều trị tại bệnh viện. Điển hình bệnh nhân Nguyễn Đăng Khôi, 8 tuổi, ngụ xã Khánh An, An Phú, là một trong những bệnh nhi nhập viện do bị số số quyết, đã giàu sốc ngày thứ tư của bệnh. Sau khi nhập viện, bé được điều trị chống sốc, truyền dịch 2 ngày, mạch đã ổn định, bé đòi ăn. Bé Nguyễn Đăng Khôi cho biết, con vào bệnh viện được mấy cô chú y bác sĩ điều trị tích cực, nay con đã bớt nhức đầu, còn khỏe nhiều. Theo Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Châu Đốc, Lâm thành tứ, đang vào mùa mưa nên khả năng dịch sốt xuất số huyết bùng phát. Trước tình trạng trên, Trung tâm Y tế thành phố đã tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố tăng cường hoạt động ban chỉ đạo phòng chống dịch, tổ chức triển khai có hiệu quả công tác phòng chống sốt xuất số huyết. Tham mưu chính quyền địa phương triển khai thường xuyên các chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy tại cộng đồng, đồng thời ban hành kế hoạch phòng chống sốt xuất số huyết trên địa bàn và chỉ đạo khối điều trị dự phòng, trạm y tế chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, phương tiện cấp cứu thực hiện đúng quy định về hướng dẫn chẩn đoán điều trị sốt xuất huyết Dengue của Bộ Y tế nhằm giảm tỷ lệ tử vong tại các cơ sở điều trị đồng thời chẩn đoán ban đầu độ chính xác cao giúp giảm tải cho công tác xử lý ổ dịch tuyến xã tăng cường giám sát bệnh chủ động thực hiện điều tra dịch tễ ca bệnh cung cố và kiện toàn đội chống dịch cơ động chủ động dự báo dịch song song đó đa dạng hóa các hình thức truyền thông thông qua hệ thống đài truyền thanh truyền hình thành phố truyền thanh các xã phường đẩy mạnh cổ động trực quan như pano áp phích tờ rơi tờ gấp và qua các đội tuyên truyền lưu động, trong đó chú trọng đổi mới nội dung và phương pháp tuyên truyền phong phú hấp dẫn, dễ hiểu để người dân dễ tiếp thu. Tăng cường công tác phối hợp giữa các ngành trong công tác phòng chống dịch trên tất cả các lĩnh vực về công tác giám sát chặt chẽ, báo cáo tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống, đồng thời quy động các đoàn thể xã hội tham gia vào công tác phòng chống dịch bệnh tại địa bàn dân cư. Tuy nhiên, để công tác phòng chống dịch hiệu quả không chỉ có ngành y tế mà cần có sự tham gia tích cực của mọi người mọi nhà. Bác sĩ Lâm Thành Tứ lưu ý, trước tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết diễn biến phức tạp, cách phòng chống bệnh tốt nhất vẫn là người dân cần chủ động việc lăng quăng, mũi, ngăn ngừa mũi đốt. Một điều cần lưu ý, người bị nhiễm sốt xuất huyết có thể bị bệnh nhiều lần, như vậy người dân không được chủ quan, cần xét nghiệm máu nếu sốt cao liên tục trong 3 ngày để sớm phát hiện, điều trị sốt xuất huyết hiệu quả. thưa quý vị và các bạn chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố châu đốc hôm nay đến đây là hết cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn xin kính chào tạm biệt